Mika siêu kích rễ nhập khẩu từ Mỹ, giá tại công ty 258.000 đồng trên hộp, giao hàng trên toàn quốc, hiệu quả sau tưới 3 ngày. Một hộp Humica có thể tưới cho 2 mẫu hoa màu trên năm. Điện thoại 0963 893 328. Xã. Ý kiến bà con hả? Vâng. Ừ. Nguyên làm con đường này hết 47 triệu, còn đường điện lên đây là hết 15 triệu. Ôi clip mới chứ đăng chào bà con. Vâng, đó. Xin chào cả nhà nhá. Đây là vườn đào khủng rồi. Vườn đào khủng đây, anh lên ông Dòng Vlog. Ông Dòng Vlog đây, ông đang quay giờ lên tiếp vườn khu trên. Ừ. Khu này là khu đào khủng này. Đào gốc to quá. Vâng, đây là quanh 120 rồi 150. Ừ. Đấy là cái hàng này đó. Hàng to đây. Vâng, hàng to, hàng khủng đây. Hàng khủng đây. Là đào Bắc Cạn này. Đây các bác nhìn này. Cây này lá nhìn lá. Đúng không? Đang chui dưới gốc cây. Cây này đang đứng ở dưới bụng nó. Bụng cây này, cây khủng nhất đây chứ. Vâng. Đúng không? Vâng, khủng nhất đây. Đây là bụng. Vành bao nhiêu chú? Vành cái này bao nhiêu? Này vành 150. Còn như sang cái này là 120. Vành 150 to nhất đây. Vâng. Cây này là mới lấy à? Cây mới lấy đầu năm. Đào lâu rồi. Sơn La. Đào này là đào Bắc Cạn. Đào trước có rêu. Vâng, có rêu. Họ đắp rêu. Rêu đâu, rêu nguyên bản nhưng về đây nó không phù hợp thời tiết không, đấy. Họ phải đắp rêu xong nó mọc. Vâng, đâu, cái này là họ lấy trong rừng ra anh ạ. À, rêu nguyên bản. Đây, rêu nguyên bản đây này. Ở đây thì rêu. Nhưng về đây thời tiết rêu không... làm sao chịu được thời tiết đây, nắng thời này. Tiết này đây này. Có cái vẫn đang vừa đợt nắng này nó qua nó vi bị này. Ừ. Chứ không là nó vẫn đang còn đấy. Tức là rêu ở đây nó không phù hợp. Không phù hợp. Đấy chứ đây gốc rêu hết đây này. Đấy. Ừ. Gốc rêu nguyên bản của nó chứ không phải là rêu đắp rêu ấy đâu. Năm nay cho thuê chưa hay là chưa? Nói chung nhiều anh hỏi lắm rồi nhưng mà thôi bổ cứ không để nhiều đi. Nhà thì họ lại không cho thuê năm nay. Vâng. Lý do? Vì họ để đẹp nữa thì họ mới cho thuê. Thế năm 2 bao giờ nó cũng đẹp. À rồi, nói chung là mình cũng cứ... Nếu mà hợp lý giá hợp thì họ lý, cho thuê. Cuối năm thì vẫn cho thuê. Ừ. Đấy. Cái cây này là nếu mà thuê thì bao nhiêu? Mà bán cơ bác mua vâng, thẳng bán. Nói chung là bán thẳng thì như cây này thì đang dự tính là nằm cỡ khoảng 15 triệu. 15 triệu. 15 vâng. triệu quá. 15 triệu. Nếu mà họ mà nhiều anh định đặt gạch nhưng mà chưa nhất trí đấy. Gần cây này thì không sợ. Vâng. Nhiều anh mòm lắm rồi đi khắp nơi nhưng không có cây này. Cái là này. Các bác có tiền, có bác mà chịu chơi thì cây này thì giá rất bình dân nhưng mà 15 triệu lên xe. Đấy, chưa cước ship. Gọi là 15 triệu là... Hay là cả ship bên vậy nhà? Không, tại chỗ. 20 cây là chú phải bao ship nhỉ? Nói chung là bán ship. Tại chỗ. 15 triệu tại ship chỗ. Ship phải mất triệu, 2 triệu. Cả xe nó cầu. Nó tùy theo xa gần chứ anh. Trong vòng 20 cây, trong huyện. À, trong 20 cây á, 20 cây đại thì... Đại trong huyện. 20 cây thì chắc nó nằm khoảng triệu rưỡi. Nếu 20 cây. Triệu rưỡi cả xe, cả là, đặt trong sân. Đấy là tiền ship tận nhà luôn. Ừ. Tức là khách hàng chỉ được đứng đấy. Xem thôi, ngắm với lại chỉnh hướng thôi. Đấy, gọi còn là... mình trồng cho kỹ thuật mình báo có nhau. Tức là mình sẽ hướng dẫn từ An Z. Đấy, có nhu cầu thậm chí là sang năm mình sẽ hỗ trợ thêm. Vâng, có nói chung là khách hàng mà có nhu cầu thì... là mình làm hết. Ừ. Vâng. 15 triệu giá cũng hợp lý, gốc to gốc đen. Đào vừa rồi nói gì nhỉ? Đào Bắc Cạn. Bắc Cạn. Đây khủng, cái này đứng ở dưới, cái còn cái tán ở đằng sau kìa. Đi hướng nông. Đang đứng chung mát ở dưới gốc cây. Cái này là... cây này thì kém đơn, hơn đơn. Đang bỏ một hai tay. Là kém hơn. Gốc thì cũng rất đẹp thôi. Nói chung là năm nay mới thử làm cái gốc này nhưng mà... Gốc to gì? Độ lì lớn đấy. Ừ. Độ lì lớn mới làm thử lúc đó. Đây cũng lấy Bắc Cạn này. Vâng, thì Bắc Cạn cả mà một xe chỉ được có 20 cây. Chú trực tiếp chui lên chú dễ. Vâng. Trực tiếp lên. Trực tiếp anh em nó điện này lên. À chú lên xem hả? Vâng, lên xem tham quan được bốc luôn. Cây này năm nay giá trị bao nhiêu? Cây này 12 triệu. Vâng. Gốc vành cái này hơn 100 chứ. Vâng. Cây này 120. Vành 120. Cây này dáng 130 chứ. Cái này đường kính của nó phải 45 47. Kiểu như là nó có cái dáng quần tụ tức là nhiều cây vòng gốc cũng như. Nói nhiều chung cành. Là dáng làng. Dáng làng. Vâng. Đấy. Đây là. Còn tất cả từ đây chạy lên trên kia của em chỗ này là 3 mẫu rưỡi khu này. 3 mẫu rưỡi. Vâng. Cái này là cắt răm rồi.
cây lại cây lại hơi bị đơn đấy. Là cây trồng lại. À trồng lại. Vì cây bên là cắt dăm rồi. Dạ. Cây bên cắt dăm bao giờ? Cây bên đâu? Đây đằng sau cái này. À cây cắt đấy. Rồi. Còn cắt dăm cách đây bao ngày? Cây này cũng phải 4-5 ngày rồi. Vâng. Thâm đầu. Cắt mới được khoảng 3-4 hôm. Cây này đẹp cũng đẹp đấy. Cây này là anh biết sao không? Cây này là người ta chơi lâu quá. Kể ra từ mùng 10 hoặc 12 đến 15 là cao. Phải để rồi. Nhưng mà kể... các bác không biết các bác tham. Ngoài 20. Đúng rồi. Không. Nhưng mà họ cứ gửi thì bây giờ làm sao? Họ bảo cứ trồng cho em thì sao? Tức là mình nó xấu mình cũng lấy vâng, tiền nó vâng. Ngại nó nếu thật trồng mình được thì được không được thôi đấy. Thì thế mình thích là đẹp để em muốn giữ cho khách thì thôi mình nhiệt tình mình trồng lại cho khách. Đây cái này đẹp quá rồi. Cái này như cái ô vậy nhỉ. Cái này cũng khách gửi hết đây. À gửi hết rồi. Vâng. Cái này đẹp này. Cái này gửi một năm thì bao nhiêu? Nói chung như cây này gửi một năm thì 1 triệu. 1 triệu. Vâng. 1 triệu lên cái rẻ. Thế thôi. Không có công chưa có ship vâng. Ship là khách hàng chứ. Là họ đánh xe đến họ lấy. Ừ. Không chứ có mình ship. Không liên quan đến ship. Đây cái này rêu nhá. Đẹp không? Đây rêu sống này. Đấy. Vì nó nắng quá chứ không lời. Cây này mà không cắt ấy là rêu sống. Thế nhưng Thanh Hóa nhiệt độ khó rêu khó sống lắm. Tháng 9 tháng 10 khó trời được. Hôm nay như hôm nay là cũng 37 độ đây này. Không, đến tháng 8 9 nó khô nó không có mưa nó ẩm nó thì nó mới. Còn dọc nó lại của mình nhỉ? Dạ. Huyền đấy hả? Vâng, Huyền đấy. Huyền đây thì Huyền này nó bán bao nhiêu? Nói chung là như cái hàng này thì cũng đi dọc đằng kia cho 7-800. 7-800 bán xôi. Nhưng mà chú Đăng có trị được cái mủ này không? Để cái, rất nhiều bác cái mủ này là chịu anh ạ. Nói trị được thì bỏ nhưng là nói nhưng mà không bao giờ trị được. Nó ảnh hưởng đến cây đấy. Vì đào là phải có mủ. Xác định nhưng mà cây khỏe là nó mới không bị. Còn cái, bắt đầu yếu giật dẹn. Yếu là nó cứ chảy ra. Vâng. Giống này kiểu như người ghẻ nó không chết nhưng mà nó nhưng riêng đào là bỏ không có mủ là diệt là hơi khó. Chưa bao lòng diệt được cái mủ này. Cây khác nó không ra mủ, tại sao cây đào nó ra mủ đúng không? Ừ. Nhưng mà nó là không đào nguyên bản nó ra mủ, nhưng có cây ra mủ cây không. Cây này giống hộ hả? Vâng, cây này các cây này cũng giống hộ. Còn sang cây này mới là của mình. Vâng. Cây này là cây mới mới lấy về đây. Vâng. Đấy, cây này thì dài lắm anh, sang vườn bên được. Ừ. Đây khủng lắm. Đào huyền đấy, đào huyền đấy mà nhiều anh ấy lắm nhưng mà bỏ thôi cứ từ từ đi. Ừ. Vâng. 7-800 này. Ở Thanh Hóa thì đào đấy có. Nói chung là to quá nhỏ quá, có nghĩa là cung cấp cho anh em chơi là tầng lớp nào cũng có. Ừ. Chỗ này cổng nhà ấy. Dạ. Cổng nhà mình nhỉ. Vâng. Nói chung khu này của nhà mình hết. Chú của anh bước qua để view cái cây này. Nhấc ra. Đây, dọc khu này là, ô tưởng là có máy móc đấy. Hả? Dạ. Không phải máy móc à? Tưởng có máy móc. Cái này rào chắn châu như giờ thì có châu bùa hoa phải không? Nói chung là... Vậy cản rồi. Hết bùa vẫn có đấy. Có châu? Hết bùa gạt họ vẫn thả đấy. Nên là mình phải cứ bỏ à, nó... Thế à? Bây giờ nó vào anh bỏ đấy, nó kịn cho lên mấy cây thì thôi rồi. Ừ, đây này các bác nhìn. Khó lắm. Đẹp không? Cái này đầu huyền. Đấy, cái tán nó đây. Huyền bay. Huyền bay. To nhé. Cái tán này phải ngang phải gần 3 mét. Nói chung là 3 mét. Đây này, cái tán này. À, 3 mét đến 5 mét. Còn huyền nó cũng phải 4 mét. À. Đấy đâu? Từ ngọn này, à, từ gốc này đến ngọn này. 4 mét, hơn 4 mét, 4 mét rưỡi. Nhưng mà từ nay cuối năm nó phải trên 5 mét. Long nó chụp với anh. Đấy. Là vành 150. Ừ. Chú vào nói tổng mấy sào đây nhỉ? 3 mẫu rưỡi anh. Đây có nhìn. Vâng. Để cái ngọn ở trên kia là làm gì? Mình để cho nó bay thế. Nhưng kéo mà cái ngọn một cái lá. Vâng, nhưng mà kéo xuống chưa kéo, sau mình kéo mình cắt cái bằng hết mà. Hôm kia bác lên trên Thái Nguyên có. Đây là chưa kịp làm. Có nhà Bình nó cũng để cái ngọn này. Vâng, đây là chưa kịp làm. Bác chưa hiểu là để cái ngọn này. Đây, sau là mình làm nó kéo xuống này nhưng mà nhiều khi nó ấy là phải kéo xuống tí nữa này, kéo lần nữa. À. Hai lần. À, cho nó dài huyền. Đấy, để cho nó dài nó đua ra nó trông như một cái mũi bay. Ừ. Thì nó mục đích là mình như thế.
Bên này là cắt được rồi đấy chú Đặng. Sang đầu tháng ấy. Hôm nay bao nhiêu? Nay là hai mấy rồi đấy. Cái này anh nghĩ cắt được rồi. Vâng, nói chung là đang cho hết đợt mưa này là bắt đầu cắt đấy. Sang đầu đây tháng. Chú có thuê không? Thuê người hay là một mình nói chung là về cái vun sới cỏ giả thì là vẫn phải thuê. Mình chỉ có chuyên kỹ thuật với uốn nắn cắt tỉa hoặc phun lúc nào đấy, còn phun thuốc cũng thuê hết. Tức là phun thì thuê mình ấy thôi, nhưng mình thuê người phải phun. Rồi vun đắp gốc, bỏ phân đắp là gốc thuê hết. Là cũng thuê hết. Đúng rồi, chứ nhiều nữa làm sao kịp được. Còn là nhà là chỉ có bên kỹ thuật. Một năm thì không. Nắn, làm năm thì chú phải đến 200 triệu tiền thuê chứ. Chắc phải hơn đấy. Hơn rồi. Cả bốc lên xe ăn sủng. Cắt tuốt một năm thì chắc chắn là cũng phải. Mấy mẹ đàn bà hóa là thuê cũng phải một khối tiền. Cũng 300. Mấy 200 ngày công hay là 300? Lúc nào cũng có người liên tục. À, dạ. 200 hay 300 một ngày công? Ngày công á. Người thuê lao động phổ thông. Lao động phổ thông như trước ấy, thì bây giờ 180-200. Ôi rẻ nhỉ. Nhưng mà như giờ anh tưởng phải 300. Không, bây giờ là 250. 250 một ngày công. Còn đi vặt lá lại có 200 thôi. Hoặc là đi nhổ cỏ. Đấy. Tức còn là 250 là đắp gốc là cũng việc nó nặng. Vâng, là nặng hơn. Còn đồ cỏ mấy căn lá nó nhẹ là mấy bà làm được thì chỉ có 200 thôi. Đấy. Còn ở đây là quanh năm là có thuê chứ anh bỏ làm sao hết làm được. Làm sao được. Được vào thời cũng lúc nào cũng 7-8 người. Độc trống cũng hết hơi. Và chú nhiều chú đạt kỹ thuật đấy. Ông Long không phải khen nhà chú Đăng đấy, nhưng mà tôi có kỹ thuật. Dạ. Đây cái đào này là xử bao tiền một gốc để xử mua. Cái luống này có bằng luống bia, cây bằng nhau. Vâng, bằng luống bia. Nó cũng một loạt hết. Nói chung cái dòng này thì vẫn có nó. Triệu có 1,2 triệu cả thôi. 1,2 triệu. Vâng. Nhưng mà bác nào mà mua nhiều 1 triệu được. Thì là 1 triệu mua nhiều, mua xỉ mua nhiều là được. Nó trăm gốc. Nó tùy hoặc theo một ô tô thôi. Vâng. Ô năm nào em cũng bán xỉ hết mà anh. Đúng rồi, chú bán. Ví dụ như là chú bán lẻ làm sao bán được. Khách thường lái đến là cứ mỗi người vài luống. Đưa lấy phải lấy hết các luống. Vâng, cứ mỗi người vài luống một khu. Một luống này là bao nhiêu ấy? Áng chừng bao nhiêu gốc? Nói chung một luống này áng chừng có khoảng hơn 20 gốc. Hơn 20 gốc. 20 gốc đầu một xe chưa? Một xe. Xe dài, xe to đấy. Và một xe to đấy. Ừ, vì gốc này nó một xe cẩu to. Đây là chú tháng 9 chú cũng đánh bầu. Vâng, em cũng sấn hết mà năm nào cũng sấn hết. Cũng đánh bầu, bó bầu. Nói chung từ cái hàng to này đến hàng 2 năm, 1 năm em đánh bầu hết. Năm ngoái là khách ở đâu? Khách của em thì Nghệ An, Hà Tĩnh, rồi Tĩnh Gia, rồi là Thường Xuân, Ngọc Lạc. Nghệ An về lấy. Vâng, Nghệ An, Hà Tĩnh. Tĩnh. Hải Phòng là không được. Vâng, Hải Phòng thì không. Ở đây các bác là Thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà cũng hay bán gốc. Đây là chú Đăng này bán 1,2 triệu cũng rất hợp lý quá. Thì về đây vào Thành phố Hồ Chí Minh nó cũng rút được mấy trăm cây nhỉ? Vâng. Công nhận không? Rút so với ra ngoài Hải Dương thì rút. Hải Dương, Bắc Giang là rút hơn. Rút được hơn 200 cây, 300 cây. Năm ngoái các bác ở tận Đắk Lắc ra Bắc Giang đấy. Đào gốc. Thế năm nay các bác mà có nhu cầu về đây ủng hộ em nhà vườn Đăng Hùng. Đăng Hùng. Thôn 3 Đông Thành. Bao giờ cũng chế độ khuyến mãi. Thanh Hóa. Bao giờ cũng khuyến mại cho anh em là tất cả mua nhanh bán ngoài may. Đúng rồi. Thế là các bác nhìn người tương tác dòng mà dễ tính có tính là qua câu chuyện mà tương tác đó. Bác hiểu. Vợ chồng nhà chú Đăng Tuyên này thì là làm nhiều kinh doanh cũng biết đều với khách hàng. Nói chung là diện tích thì làm thì hiện tại là 4,5 mẫu. To nhỏ. 4,5 mẫu. Vâng. Tổng như chắc là bao nhiêu gốc? Cả to, cả bé, cả huyền, cả lơm, cả nặng nhằng là bao nhiêu? Nếu mà nguyên cái đào to này với cái đào huyền này là hơn 3.000 gốc. Hơn 3.000 gốc. Vâng. Còn thế. Chưa nói là cái hàng 2 thế năm. Thế đúng là nhà chú lúc nào phải. À tại bên kia nữa. Vâng. Đây coi là. Bên kia 7 sao nữa mà. Thế chạy vòng hết tất cả. Tổng là 3,5 mẫu. Vâng. Để em dùng. Em làm đây để đồ đoàn này. Một cái trên kia một cái nữa. Lèo. Đấy. Đấy coi là. Đây là cái ruộng này của nhà chú Hùng. Cam ghiếc là em khéo lắp hết. Có cả cam. Điện đóm cam ghiếc lắp theo dõi hết. Châu bò vào là mình biết hết tất cả. Nhưng bây giờ nó ít người vì như là ít nói chung chủ đề là theo dõi châu bò anh ạ. Ừ, châu bò. Châu bò thả đấy nó đang còn. Còn cắp thì bọn nghiện thì nó cắp còn dân bình thường. Không, cái đấy thì lại không. Đấy cái đồ nó lặng thôi nhỉ. Giờ nó đỡ rồi. Giờ anh em nó không như ngày xưa nữa. Không, sắt thép máy móc nó vẫn chửi. Vâng, đây nói chung là tất cả là bọn nghiện nó không tha đâu. Nói chung chứ người dưng thì không ai lấy. Nói chung là có cam em theo dõi đấy, lều trên lều dưới. À cả lều kia. Đấy, lều trên đấy.
Ví dụ như ngày Tết đến bán hàng thế là chú bố một lèo con một lèo chú đang dạ. Thế này thì thành doanh nghiệp trồng đào nhỉ. Nói chung em ở xã này thì đang vẫn đang được ưu đãi hết tất cả. Ừ. Vâng. Kết nối với kênh Nông Cang Vlog View giờ thì đào nhỏ, đào 2 năm. Anh có xem đào 2 năm không? Có, lướt anh em đứng ở bờ nói chuyện thôi. Rồi. Chứ không cần thiết phải đi xuống dưới. To nhỏ gì là cũng cứ phục vụ cho anh em, người thì chơi cây to, người thì chơi cây nhỏ. Đúng rồi. Đến lúc họ... Tức là các bác buôn cũng phải xem cái chợ của mình buôn lại đào gì, chứ không phải cứ thấy đào đẹp mà mua về. Đấy, thế là... Đào đẹp mua về, nhưng cái thị trường của mình người ta không dùng đến đào đẹp, người ta chỉ dùng vừa tầm thì mình phải hiểu, không nhớ? Đấy, thế này em mới làm đủ các loại mà. Ừ. Có nghĩa là khách đến, ví dụ người thì thích cây to, người thích cây nhỏ. Tức là con người chơi quá đào thì người ta quá cây đào được, không tính tính xấu đẹp. Đấy. Con người phải ngắm nghía, phải cây thật đẹp, phải đắt thì họ mới mua thế này. Vâng. Đấy khác. Cả một cánh đồng này con. Đào của đấy, chú. Anh đấy, đào viền đấy, nó chẳng tít thế, khu trên đây. Tận cái chỗ nghĩa địa kìa. Vâng, đấy. Là nó đây là ông đang zoom lại cho các bác xem. Có nghĩa là chạy đây này, tận, lên trên luôn. Tận chỗ nghĩa địa mấy mộ kia là vẫn của chú đây. Đây. Bên này là đào nhỏ nhỏ. Đây này, đào này. Đào này gọi đào gì? Đây, đào 2 năm anh. Nhưng đào vẫn đào gốc hay đào lơm hay đâu? Gốc, gốc 2 năm, gọi là gốc 2 năm mà đào hàng mini. Hàng mini, hàng nhỏ. À, hàng nhỏ. Hàng này thì bán bao tiền? Như hàng này thì nói chung là như năm ngoái là 350, 320. Một gốc? Vâng. Cái này cũng bó bầu. Vâng. Cũng ba, đôn hết bó bầu. 350, 320 thì các bác về bán thị trường huyện là đẹp. Vâng, hợp cái lý. Hàng này cánh cứ về bán 500-600. Dân quê. Nói chung anh em nó cũng nói thật về bán cái 500-600. À, không, thậm chí người ta gấp đôi. Đấy, đấy, câu chuyện là... thị trường của ta. Mà em bán cho hầu như nhà anh vậy, năm nào cứ 26-27 là hàng hết rồi, họ về rồi. Là điện hỏi thăm họ về hết rồi. Hỏi anh xong hết rồi. Ờ, là họ về rồi. Ừ, nếu mà không thấy điện mà chú khó khăn lắm thì anh em mình cũng buồn. Cần, nói chung em cứ điện hỏi thăm anh em. À, thế là có anh thì 26 đã về rồi. Ừ. Là đã bán hết hàng. Ừ. Nói chung mua nhà em là anh nào bán nhanh lắm, tất cả xa gần nên họ bỏ cũng cây đào. Cây đào mạ tít đằng kia là cũng của nhà mình à? Vâng, cũng của nhà em. Đây, đây nữa. Ông đang zoom. Bên đây, khu đây nữa. Vâng. Nhưng mà khu đây. Này năm nay đào mạ, các bác nhìn đây đào mạ này. Đấy. Tốt đấy, hơn mét đấy nhỉ. Đào, vâng, đào mạ là kỹ thuật đào mạ tốt đấy, kia chứ phải tốt. Hiện nay là đứng vào đến mũi rồi. Ừ. Mà từ hôm nay không vào khéo bằng đầu rồi. Bằng đầu, lên như cỏ. Vâng. Nói chung là cái đào khỏe lắm rồi. Đây là doanh nghiệp đào các bác. Đấy, dòng zoom gần cho bác. Còn nhà nó có 4 lao động thôi, 4 lao động chính. Ừ, 4 lao động vẫn khỏe mạnh. Khỏe vẫn mạnh. Vẫn chiến đấu được. Theo dõi là 24/25. 24/25. Còn là bình thường thuê... Năm ngoái là, chú gì thật, năm ngoái là tổng nó thu nhiêu? Nói chung là năm ngoái thì tổng thu được cỡ khoảng 1 tỷ 3. Năm ngoái. Nhưng mà đầu tư vào mất cỡ khoảng 500. 700, tức được cái xe con. Hạng vừa vừa. Không, mình lấy nói chuyện thế. Thì 600 là cái xe. Nói về xe con thì giờ là mua là được rồi. Tức là mình quy ra ấy. Dạ. Thế nhưng mà mình chưa cần mua hả? Vâng. Mua cần chưa? Chưa, nói chung là từ từ vài. Cái đấy là tiêu sản ấy, chú đấy. Tức là mua nó mất đi chứ không đấy. Phải giờ thì mình đi đâu mình gọi anh em thôi. À lâu mà đi không uống rượu được. Vâng. Thôi kết thúc video thì chú dạ. Chào lại khán giả hẹn. Vâng, tôi xin chào tất cả anh em khán giả nhé. Ừ. Nếu ai xem vlog của ông Dòng Vlog. Ông Dòng Vlog ấy thì là mình là Đăng Hùng, nhà vườn Đăng Hùng. Địa chỉ nói lại đi. Địa chỉ thôn 3 Đông Thành, Triệu Sơn, Hợp Lý, Triệu Sơn, Thanh Hóa. Ừ, điện thoại. Thì số điện thoại là 0374349475. Ừ. Nói chung là cuối năm anh em có ủng hộ mình thì theo số điện thoại là điện mình liên lạc là mình tổng đài trực bao tiếng trên ngày. Dạ. Chú phải nói người ta biết. Tổng đài trực có nghĩa là 24/24. Thế đêm hai trong ngủ cũng trực. Trực tất lúc đi. Quá điện thoại là đấy 24/24 như doanh nghiệp. Điện thoại là vâng là sẽ nghe với anh em. Cứ thấy điện thoại là vui. Ừ, là vui rồi. Ừ. Cảm ơn các bác nhé. Lạc lắm bác. Ông Đăng Vlog là cố view nhà chú Hùng, Đăng Hùng. Bao nhiêu mẫu nhỉ? Cả cánh đồng luôn. 4 mẫu rưỡi. 4 mẫu đào. Tổng thể. Đấy các bác thấy không? Cảm ơn các bác ủng hộ kênh của Đăng Vlog nhé. Hẹn các bác ở clip tiếp theo.